Nhiều đôi bạn trẻ đã cùng đi đến giai đoạn tìm hiểu và yêu nhau một cách nhanh chóng và bất ngờ như tiếng sét ái tình. Cũng có nhiều lý do khác khiến hai người quyết định yêu nhau trong một thời gian ngắn như để lấp khoảng trống, sợ cô đơn, dễ dàng có tình cảm, vội vàng ngỏ lời yêu, nhưng trò chuyện để thấu hiểu thì hạn chế. Tình cảm chỉ thể hiện bằng vật chất như hoa, quà, tình cảm hơn chỉ là những tin nhắn. Vội vàng yêu trong giây phút thăng hoa nhất, và rồi vội vàng cưới mà không biết có sẵn sàng sống chung một mái nhà với nhau chưa. Cái gì gấp sẽ bị vấp, đến với nhau quá vội vàng, đôi vợ chồng trẻ sẽ vấp phải những bất đồng về quan điểm, về thói quen sinh hoạt của nhau và không tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân. Những kỷ niệm đẹp khi yêu cũng không thể khiến cuộc sống hôn nhân trở nên tươi sáng hơn. Bởi lẽ, yêu vội cưới nhanh thì nền tảng tạo dựng một mái ấm gia đình không thể vững chắc. Ly dị sẽ là hậu quả nặng nề nhất có thể xảy ra cho các đôi vợ chồng có cuộc hôn nhân vội vã. Vậy nguyên nhân do đâu? Liệu cứ kết hôn vội vã thì ai cũng rơi vào tình huống không mong muốn như vậy sao? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Thì hồi xưa khi mà tìm hiểu vợ mình đó là bạn rapper tìm hiểu được bao lâu thì mình kết hôn? Là đúng 4 tháng luôn nè. Đúng 4 tháng? Dạ vâng. Vậy là nhanh không hay là vừa? Em nghĩ chắc không nhanh lắm đâu. Nó kéo dài hơn tháng là vừa đủ rồi. Vậy là vừa đủ rồi. Tại vì ba mẹ em ngày xưa là quen nhau được 1 tháng là lấy luôn. Em là hơn ba mẹ rồi, em 4 tháng rồi. Dạ. Là bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Tính đến thời điểm hiện tại thì tụi em cũng đã lấy nhau cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Trong 4 năm nó có cái đoạn nào mà ngồi viết đơn ly hôn vậy chưa? Dạ chưa. Hên quá, hên quá. Chỉ có cãi nhau thôi, và đặc biệt là hai đứa có cam kết với nhau rồi là có cãi nhau cũng không được nói đến chữ chia tay và nói đến chữ ly hôn. Để hỏi cặp vợ chồng bên đây thử coi sao. Thuận Nguyên với Thanh Phương là hai người lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi chị. 1 năm 6 tháng nhưng mà dạ. Trước đó thì hai người quen nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Tụi em quen nhau được 8 tháng thì tiến tới hôn nhân. Dù sao cũng gấp đôi mình ha. Nhưng mà đối với Thanh Phương như vậy là thời gian mình đã tìm hiểu nhau kỹ chưa? Nghĩ là rất là nhanh. Rất là nhanh. Sau khi lấy xong về mình thấy có cái những gì mà mình bị bất ngờ, bị sốc không? Vỡ mộng rất là nhiều. Vậy á hả? Có hay xung đột cãi vã nhau? Hầu như mỗi ngày đều cãi. Một chút xíu sẽ nghiên cứu về cái vụ này. Nguyên thì sao? Nguyên thấy cái thời gian 8 tháng vậy là nhiều hay là ít? Tại sao hồi đó sao lấy nhau sớm vậy? Là do là quá thương nhau quá. Chịu không nổi nữa phải không? Nhớ quá phải cưới nhau phải không? Chị Trang có lập gia đình chưa? Dạ, Trang lập gia đình được khoảng gần 3 năm. 3 năm. Rồi cặp của mình thì tìm hiểu được bao lâu? Trang và ông xã tìm hiểu nhau được 3 tháng. 3 tháng, rồi. Kỷ lục luôn. Sao nhanh vậy? Tại vì thực ra lúc mà Trang quen ông xã thì Trang chia tay bạn trai mà Trang đã quen khoảng tầm gần 5 năm. Và đi quen nhau vài 3 năm trời rồi cũng chia tay như vậy cảm giác thôi. Thôi quen chi cho mất công vậy. Nên lúc mà gặp ông xã thì Trang nói thôi bây giờ không có yêu đương gì đâu. Có cười cười không cười thôi, khỏi quen, đừng quen mất công. Thì sau khi Trang nói câu đó thì ông xã kêu ơ thôi thì cưới. Cái này giống thách cưới quá ha. Thách đố gì đó. Theo cua cái mà nói giờ không quen chứ cưới thì cưới, quen không cưới thì thôi. Cưới luôn, đúng không? Vậy là cái này có sự thách đố trọng hả? Chắc là cũng một phần thì tại vì trước khi mà gặp Trang thì ông xã cũng quen một chị 6 năm hoặc một chị 2 năm mà cũng không có suy nghĩ là tới chuyện cưới. Xong đến sau hỏi cưới về thì mới nói là ủa chứ sao mà quen người ta nhiều vậy mà người ta muốn cưới thì anh là không cưới, mà đến khi em nói cưới thì anh lại đồng ý. Ông kêu là tại nhìn thấy nó cũng hợp. Lúc mà hai vợ chồng cưới nhau là thật là chưa có tình yêu? Chưa có thì cũng không phải, tại vì lúc đó cũng gọi là có cảm tình. Có cảm tình thôi, chứ gọi là chưa phải là tình yêu. Chút gọi là cảm tình và gọi là có ấn tượng với nhau. Ấn tượng là tại vì kêu cưới cưới rồi đó. Như vậy thì là chưa phải là tình yêu. Ủa bên đây 4 tháng là yêu chưa? Yêu rồi đấy ạ. Yêu đó hả? Dạ. Cưới là vì tình yêu đó hả? Dạ, yêu ngay từ giây phút đầu tiên luôn rồi. Thiệt không? Thiệt mà. Nhưng mà em nghĩ là như là phép thách cưới của bạn Nha Trang cũng là một cách hay. Đó là một phép thử xem người ta có thật lòng với mình hay không. Và nếu mà người ta gật đầu và thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này thì rõ ràng là người ta không phải quen mình kiểu chơi chơi qua được. Nhưng mà cái chuyện của Hoàng lúc đó là tự nhiên đang quen 4 tháng thì sao mà quyết định đám cưới? Em chỉ đơn giản hỏi đúng một câu thôi, anh muốn có con với em. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi là hai đứa. Dạ, đề nghị là anh muốn có con với em. Cái cổ nói là sao? Dạ, là đúng không? Em cũng thương nít, em thích nít lắm. Thích trẻ em lắm. Là vậy là cái là bàn bạc dạ, lên kế hoạch luôn. Để làm sao kiếm em bé đó. Cũng sốc quá ha. Thì hai đứa thì không phải là có bầu trước khi đám cưới đâu ạ.
thì cũng phải có kế hoạch đàng hoàng. Tôi đâu có nói gì đâu, tự nhiên phải mình đính chính gì. Mà nhà kia là thách cưới, còn nhà này là thách có con luôn. Dạ, em muốn có con. Nhưng mà lúc đó là vợ Hoàng là bao nhiêu tuổi? Đó thì vợ em 21. 21 còn quá trẻ, quá nhỏ. Còn lúc đó thì em mới có 28 thôi. Chắc là ngưỡng mộ tài năng của anh chàng này hay sao, đúng không? Cũng không biết nữa, câu chuyện tình cảm em nó cũng dông dài lắm. Ở với Linh Trang còn bổ sung thêm, ngày nay là vì sao các bạn trẻ lại lấy sớm nhau như vậy? Nó là ngắn hay dài nó cũng tùy quan điểm mỗi người. Vì có người ta 4 tháng người ta nói là đủ rồi, nhưng có người 8 tháng người ta kêu em cũng thấy sớm. Nhưng thực ra mình thấy là hồi trước đây chúng ta vẫn quan niệm là yêu nhau là phải 2-3 năm mới chín chắn mới cưới. Nhưng bây giờ các bạn ở đây có 3 cặp thì đều là cưới thời gian dưới 1 năm hết. Mình thấy đó là một cái thực trạng đang có. Lý do là do người ta quá yêu nhau. Lý do là người ta thấy tuy thời gian về vật lý nó ngắn, nhưng mà trong cái quá trình đó cái sự tìm hiểu nhau nó đủ nhiều, rồi. Nó sâu sắc. Bởi vì thực ra các Tường có nhiều người ở bên cạnh nhau 3 năm nhưng mà cưới nhau 3 tháng là đòi ly hôn đó. Một cái lý do nữa cũng có là do nhiều anh chị á, cái tuổi của họ không thể chờ đợi thêm được nữa, đến thời điểm là phải kết hôn rồi cho nên họ cưới. Cũng có những đối tượng là vì một cái mục đích riêng tư nào đó trong cuộc sống, ví dụ như là cái sự di cư của họ ra nước ngoài, hay là họ cưới chạy tang, hoặc là cưới chạy thai lỡ mang bầu rồi, hoặc cũng có thể là vì muốn thay đổi cái cuộc sống, điều kiện về kinh tế vân vân. Thì đó là những cái mục đích cá nhân họ muốn được giải quyết trong thời gian ngắn bằng một cái đám cưới. Như vậy có rất nhiều lý do để người ta không cần phải nhiều thời gian tìm hiểu mà người ta có luôn cái đám cưới. Những cái nguyên nhân tại sao khiến cho mình quyết định tiến tới hôn nhân sớm, cụ thể trường hợp của Hoàng thì vì cái nguyên nhân gì mà Hoàng muốn cưới cô bé này liền? Vợ em không phải là người hoạt động trong nghệ thuật. Về nhan sắc thì cũng không thể nào mà đem so với những đồng nghiệp của em được. Vợ em là một người cô gái rất bình thường, nhưng mà quan trọng là thông cảm và hiểu cho em rất là nhiều. Đó là về ngoại hình. Rồi, cái gì nữa? Thì trước đây em cũng có những mối quan hệ, có những mối tình kéo dài đến 5 năm rồi cuối cùng là tan vỡ. Thật sự lúc đó thời gian đó em rất là suy sụp. Thì thời gian đó vợ em lại xuất hiện, chia sẻ. Vậy thôi. Vậy thôi. Còn lý do gì đặc biệt nữa không, hay là chỉ vậy thôi? Đơn giản. Dạ, cũng rất nhiều lý do nữa đấy ạ. Thường thì đến với nhau bằng chữ duyên, và khi tụi em làm đám cưới với nhau là bằng cảm xúc nhiều hơn bằng lý trí. Thôi cũng được, chúc mừng em. Tụi Nguyên, Thanh Phương, cái nguyên nhân gì mà khiến mình quyết định tiến tới hôn nhân với nhau? Nguyên nhân mà để tụi em tiến tới hôn nhân là thứ nhất là mắt em rất là yếu. Em thường xuyên đi học về tối á, rồi em hay bị xe tông. Trời đất ơi. Nên là mỗi người một lý do đặc biệt lắm. Nên là chồng em muốn là về là chăm sóc cho em được tốt hơn, rồi chở em đi học mỗi ngày. Rồi coi như là vì cái một vụ mắt nhìn không rõ là phải lấy chồng vậy hả? Dạ, với lại anh về nhà em hoài luôn, anh không có chịu đi. Rồi một lần ba em nhậu xỉn á, ba em cứ nói là nếu như mà hương á thì kêu gia đình lên, rồi vậy là ảnh móc điện thoại anh gọi liền về nhà luôn. Lúc đó em cũng không tưởng tượng được nữa, em cứ kêu thôi cứ đi rồi tính. Có chồng không? Dạ có. có mới lấy chứ. Trang thì sao? Lúc đó mình nghĩ là mình đã tìm hiểu kỹ được chồng mình được bao nhiêu phần trăm mà mình quyết định kết hôn? Về chủ quan mình nghĩ á, là mình nghĩ mình đã hiểu người đàn ông của mình rồi. Em cảm trước hết là cái cách ảnh quan tâm gia đình của ảnh, ảnh nói chuyện với ba mẹ ảnh và ảnh quan tâm mọi thứ. Thì mình cảm giác rằng là người đàn ông này rất là thương ba mẹ của mình, thì chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm đối với gia đình nhỏ của mình. Thì đó là một phần mà em suy nghĩ rằng là em sẽ kết hôn. Cộng thêm nữa là lúc đó là thực sự em rất quý ba mẹ của anh. Lúc đó mà em quen thì ba mẹ cũng rất là lớn tuổi rồi. Thế ra em nghĩ thôi thì cưới. Rồi, mời Linh Trang có thể chia sẻ thêm những cái nguyên nhân khiến cho người ta yêu nhau, lấy nhau nhanh quá. Các bạn cũng đã chia sẻ rất thật về cái cảm xúc của mình khi tiếp xúc với nhau. Như vậy tất cả chúng ta ở đây đều trong trường hợp là có cảm xúc với nhau, chứ không phải là do sự xếp đặt của gia đình hay là do một cái động cơ gì phía sau. Và chúng ta thấy rằng là với cái xu hướng ngày nay đó, thì cái gì nó cũng gấp gáp hơn. Hình như 24 tiếng đồng hồ nó không đủ cho mọi việc. Chia sẻ của các bạn nãy giờ làm tôi nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu: nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi em tình non sắp già rồi. Phải chăng là chúng ta sợ mình không còn kịp thời gian nữa vì chúng ta có quá nhiều hoạt động khác, nên đừng mất thời gian vào cái việc tìm hiểu rồi kết cục lại không được gì. Nên tôi nghĩ đây cũng là một xu hướng mà nếu như xuất phát điểm này nó đem lại cái hôn nhân bền vững và cái tình yêu thương gắn bó nhau hơn thì cũng không có gì là phản đối. Tuy nhiên chúng ta cũng nên ngăn chặn cái việc là một số bạn, các bạn học theo cái kiểu gọi là Tây hóa, yêu là cưới, mà không yêu nữa thì thôi, thì nghỉ chơi. Thì tôi nghĩ rằng ta đừng có học đòi theo
để thể hiện rằng mình là một người hiện đại trong cuộc sống hiện đại. Yêu vội vàng, cưới vội vàng. Chia sẻ tiếp những cái nguyên nhân, những cái lý do mà Linh Trang vừa nói thì Tường muốn chia sẻ cho quý vị nghe một lá thơ của một khán giả gửi đến chương trình như thế này. Từng tự hào vì có bạn gái xinh như hoa khôi, nhưng sau cưới vài tháng thì Tú đã ngán ngẩm vì sự lười biếng, cẩu thả của nàng. Hồi yêu nhau lúc nào thấy nàng cũng thơm tho rạng rỡ, áo váy đẹp đẽ là thích. Thêm nữa khi nàng nũng nịu làm biếng lại thấy đáng yêu nên cứ chiều chuộng thôi. Lấy về rồi thì đúng là chịu trận. Anh Tú cho biết vợ anh ra ngoài thì sức nước hoa, trang điểm, ăn diện, nhưng về nhà lại ăn mặc tuềnh toàng, không thích mó tay vào mấy việc dọn dẹp, giặt giũ, bếp núc. Nàng chỉ thích chơi mấy trò đắp mặt, đi massage hay lôi điện thoại ra chụp choẹt rồi đăng Facebook. Tới bữa thì rủ ra nhà hàng ăn cho vừa ngon vừa nhanh, chồng mà góp ý là giận dỗi rồi vu cho là đồ cổ, đồ gia trưởng. Chẳng biết sau này cô ấy làm mẹ cái kiểu gì. Đã nhiều lúc tôi đã cố gắng nhưng mà vẫn không thể chấp nhận được. Tôi đã có ý định muốn chấm dứt để tìm kiếm cho mình một người vợ thật sự. Đó là chia sẻ của anh Tú. Ở đây hồi nãy giờ mình cũng chỉ là những cái trường hợp nó cũng rất là đẹp, mới là may mắn mình nhanh nhưng mà mình vẫn sống hạnh phúc đến giờ phút này. Tuy nhiên trên thực tế thì có những cái câu chuyện không phải giống như mình mong muốn. Đó là những cái hệ quả khi mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ thì đến khi lấy nhau về thì mới lòi ra. Thì bây giờ là tiếp nối với câu chuyện của Phương với là Nguyên. Nguyên nhân tại sao em viết đơn ly dị? Anh về nhà em thì anh rất là ít nói, xong rồi hai đứa ra riêng á, anh rất là nói nhiều. Anh có thể nhay em trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ vẫn còn nhay. Ủa chứ phải nói nhiều rồi của đàn bà sao? Không gì là vui rồi. Ủa nhay là nhay chuyện gì? Em không được làm cái này, em không được làm cái kia, em phải ăn như vậy, em phải ăn như cái kia, em không được ăn cái nọ. Nhưng mà anh vẫn là thương em, anh muốn chăm sóc cho em thôi, đúng dạ. không? Nhưng mà em thì cọc tính á, nhưng mà anh nói nhiều quá em đâm ra bực mình. Có khi nào em đánh anh chưa? Dạ có. Trời ơi, hỏi chơi mà có thiệt. Thôi, dạ, trẻ đang động đó chị. Nhưng mà bây giờ hai chồng có yêu nhau không? Dạ là có. Bây giờ yêu nhau nhiều hơn hay là cái hồi mới chưa cưới yêu nhau nhiều hơn? Cái lúc mà chưa cưới em thương nhiều hơn. Chết rồi, bậy rồi. Rồi sao, Nguyên thì sao? Em thì cũng vậy, lúc chưa cưới thì thương nhiều hơn, mà cưới thì thấy là vậy như là vợ mình có nhiều cái tật xấu quá mà vậy? Muốn thay đổi nhưng mà vợ cũng chưa có thay đổi được bao nhiêu hết. Có khi nào có ý định chia tay chưa? Có rồi. Vậy hả? Dạ, cách đây khoảng 3 tháng thì em có viết đơn ly hôn. Là tại vì anh quá là ghen. Anh nhắn tin hết cho tất cả 7 anh còn lại trong phòng của em là phải tránh xa em ra, không có được chơi chung với em, không. Nhưng mà được tại sao anh chuyện. Ghen? Tại vì ở trong phòng của em á, có một anh rất là thích chơi chung với em. Rồi anh về anh nhắn tin, anh hỏi này hỏi kia vậy đó. Xong rồi anh chồng em thì thấy. Xong rồi chồng em về cứ thấy một tin nhắn đó thôi mà nhắn lại cho 7 anh còn lại. Mình thì làm chung với người ta mà người ta cứ đưa đồ mà người ta không, người ta cứ né, cảm thấy là khó chịu. Về viết đơn ly dị luôn. Xong rồi về rồi anh ấy nạt em lớn, thật lớn, hỏi em có chuyện gì. Rồi lúc đó là hai người cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là cưới nhau được 1 năm 3 tháng. Trời nhớ rõ vậy luôn á. Dạ tại vì hai đứa em mới cãi lộn khoảng 3 tháng trước. Là quyết đơn là quyết đơn ly dị. Dạ. Lúc đó anh nhắn cái gì cho đồng nghiệp của cổ vậy? Tôi không thích bạn là chơi chung với vợ tôi nữa, tránh xa vợ tôi ra. Mà sao người ta nhắn có một người nhắn tới mà em nhắn hết cho 7 người kia luôn? Tức là vợ cũng có nhắn tin với mấy anh trong phòng là cũng hơi thân mật, như là anh đang làm gì đó, anh khỏe không, anh ăn cơm gì chưa, hoặc là anh đó cũng nhắn ngược lại như vậy. Cho nên em đọc tin nhắn em rất là bức xúc, em rất là bực bội. Vậy là mình không có tin tưởng vợ mình, vì trước đó mình chưa tìm hiểu kỹ về tánh tình của vợ mình đã cưới rồi, đúng không? Cũng có. Rồi cái lúc mà nhận cái đơn ly dị thì anh cảm thấy như thế nào? Em không có đọc tới, em xé luôn. Mà đó giờ mình viết đơn ly dị được mấy lần rồi? Dạ là được 2 lần. Còn lần nào nữa vậy? Dạ là anh xé xong là em về em tối đó em soạn thêm một bản nữa là sáng em gửi lên cho ảnh. Nhưng mà thật sự là em hù ảnh hay là thật sự em muốn ly dị thật? Thật sự là em muốn chấm dứt thật sự luôn. Xong rồi ba em á cũng đứng ra nói chuyện. Xong rồi hai đứa em mới nói chuyện rõ ràng quan điểm đó là em sai như vậy. Rồi anh cũng nói nhiều đến mức độ như vậy. Khi mình lấy về mình mới phát hiện ra những cái tánh xấu của nhau như vậy đó. Thì nó có ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của hai vợ chồng không? Em hay thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Tại vì cái lúc mà quen á thì nói chung là ảnh rất là ngọt ngào, ảnh lo cho em từng cái. Rồi cưới về thì ảnh lại không có như vậy. Rồi ảnh cứ kêu em mà thích làm gì thì làm. Nhiều lúc mà cãi nhau á thì ảnh cứ kêu là muốn làm sao thì muốn.
nên là đâm ra là em rất là khó chịu. Em thuộc tiếp người rất là nóng tính, đâm ra là em cảm thấy rất là nản, cảm thấy rất là chán luôn. Nếu như mà ảnh buồn em, ảnh giận em hay gì thì ảnh cứ nói thẳng với em. Đằng này ảnh không nói, ảnh cứ điện thoại về ảnh nói với má. Thì má chồng em rất là hiểu tính của chồng em, nên là má chồng em lại binh em rồi. Ảnh lại bằng bạc em thêm nữa, kêu là má không thương ảnh, má chỉ thương em này nọ. Thấy chưa, đó là những cái rắc rối. Còn không biết là vợ chồng mình thì sao hả Trang? Sau khi cưới xong rồi mình có vỡ mộng những điều gì hay không? Sau khi cưới xong gọi là vợ mộng nhiều lần luôn. Nhiều luôn hả? Trước kết hôn á, tìm hiểu khá là ngắn, nên thành ra là những gì mà mình biết về ảnh là một phần là tìm hiểu qua bạn bè, thứ hai là qua người yêu cũ của ảnh nói, thứ ba là một phần ảnh kể. Thì sau khi mà kết hôn xong rồi á, thì mình mới phát hiện ra là chồng mình đúng kiểu là tuổi 30 mà tâm hồn của trẻ thơ lên 3 vậy đó. Ảnh không biết làm bất kỳ một cái gì cả. Trong đầu ảnh chỉ suy nghĩ là việc nhà, giặt giũ, cơm nước, làm việc các kiểu là vợ. Còn mình thì là không liên quan gì tới những cái công việc đó hết. Đi làm về tới nhà một cái là tay thì cầm điện thoại bấm 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 bấm, rồi tivi, rồi game ghiếc các kiểu. Lúc đầu thì em còn nói, đến lúc sau em cảm giác là em nói hoài không có tác dụng nữa, thế thôi em im. Rồi điện thoại là cứ cầm 24/24, vô toilet cũng cầm điện thoại. Có một lần thì em cũng vô tin em cầm, nói chung thì em cầm điện thoại của ảnh thôi. Thì em mới lướt vô cái phần chụp hình ấy, thì em thấy ảnh chụp chúng với cái gì ở trong công ty tin tử lắm, tức là ốm các kiểu. Thế là em mới tức, em nổi điên lên, xong em kêu chứ đã là có gia đình rồi thì không thể nào cái chuyện ốm hôn một cách thân thiết như vậy được. Em không chấp nhận được vấn đề đó. Ôm hôn ôm hôn đã ôm nói chúng là thân thiết tới mức độ ý như người yêu vậy đó chị. Thế là ảnh nói em là xâm phạm quyền riêng tư của ảnh các kiểu, rồi ghen tuông vỡ vặn. Thì đó là lần đầu tiên ảnh đánh em. Tại vì là đánh sao? Thì ảnh tát tay các kiểu đại loại là như vậy. Mình có đánh lại không hay là chị? Dạ không, em không có chuyện đánh lại chồng. Bởi vì là chồng đã đánh mình là sai rồi, mà mình đánh lại thì hóa ra là mình còn sai hơn cả chồng nữa. Thì sau cái vấn đề đó thì ảnh cũng có xin lỗi. Ảnh nói là tại vì ảnh nóng quá rồi các kiểu. Có khi nào mình nghĩ tới chuyện chấm dứt không? Em viết đơn ly dị lần đầu tiên cho ảnh là sau khi em sinh con gái đầu của em được khoảng tầm 8 tháng. Thực ra là giai đoạn đó em thực sự em stress rất là nhiều. Cưới nhau xong lúc mà em mang thai em bé á, thì giai đoạn đó thì kinh tế gia đình cũng gặp một phần khó khăn. Bởi lúc em sanh bé ra thì ảnh vẫn ý như cũ vậy đó. Đêm vẫn ngồi chơi game tới 2-3 giờ sáng. Em nguyên một đêm chăm bé rồi còn phải hút sữa cho con các kiểu. Mà sáng ra thì nhờ đem con đi tắm nắng ảnh cũng không. Ảnh nói chung là gọi hay là nói nhiều cả lúc đầu ảnh nhanh. Cái riết cái đó là em không nói chuyện luôn. Và em im lặng từ hồi bé nhà em được 2 tháng cho tới khi bé nhà em 8 tháng. Có khi nào mình cảm thấy mình hối hận vì mình đã lấy quá sớm, quá vội vàng không? Thực ra nói là hối hận thì em không hối hận. Bởi vì là trước cái lúc mà em viết đơn ly hôn thì em cảm giác rằng là không sống được nữa với nhau nữa thôi á. Thì em chia tay để thứ nhất em không muốn con em lại sống trong cái cảnh mà ba mẹ suốt ngày cãi lộn nhau các kiểu. Nhưng mà sau một chuyện mẹ của em bị tai nạn, lúc đó ảnh về trên nhà em, ảnh chăm mẹ em 4 ngày. Thì sau 4 ngày đó em ngồi nghĩ lại, em nói là đúng là đôi khi rất là vô tâm. Nhưng mà dù sao đối với gia đình em á, thì ảnh vẫn đối xử với gia đình em rất tốt. Và đó là một cái điều mà khiến em suy nghĩ lại để em bao dung hơn cho ảnh. Hỏi bà Hoàng là nãy giờ bên đây là rất là nhiều cái vỡ mộng. Thì không biết cái cuộc tình đẹp 4 tháng này sau khi lấy nhau được có những cái gì vỡ mộng hay không? Có những cái điều gì mình cảm thấy là mình chưa hiểu hết về nhau hay không? Chưa hiểu hết thì chắc là vẫn là cái tôi thôi. Khó thì thay đổi lắm mà. Cái tôi là sao không hiểu? Có nghĩa là bảo thủ về ý kiến của mình, cho rằng mình là đúng. Là vợ em á hả? Dạ. Ví dụ cụ thể là về cái tôi của cổ. Nói chung là về việc chia sẻ cái ý kiến trong cuộc sống, rồi về việc từ thiện thôi. Đó. Em đi làm từ thiện ở ngoài rất là nhiều. Thì vợ em nhiều lúc rất là xót chồng, em hiểu. Có khi nào hai vợ chồng cãi vã nhau dữ dội không? Dạ cũng có chứ. Cãi về chuyện gì? Về việc ghen. Ghen? Cô ấy rất là ghen. Và đặc biệt cái nghề như em, ghen kinh khủng. Mà cô ấy cũng đã cố gắng kiềm chế rất là nhiều rồi. Mà em có làm gì để cố ghen không? Em không làm gì hết, người ta xới xin chụp hình. Đó, rồi mình cũng chụp hình, ghen. Về gây lộn, mặt nặng mày nhẹ. Là coi như em đi siêu thị, thì mấy cô trong siêu thị bán hàng thấy anh ngoài đó bơ kìa. Tới chụp và bu lại, cặp tay chẳng hạn, anh chụp tấm hình. Rồi về ghen. Em cũng hiểu tâm lý của cô ấy. Nhưng mà thực sự ghen mà ghen trước mặt mọi người như vậy không được. Giữ thể diện cho chồng, về nhà muốn nói gì nói. Mặt nặng mày nhẹ ở ngoài nơi công cộng như vậy là không có tốt, không có nên. Nói chung là đối với trường hợp của Hoàng rapper thì vợ nhỏ hơn mình quá thôi, dạy vợ từ thổi băng sơn mới về. Dạ. Mà chuyên gia tâm lý chốt lại về những cái được, về cái mất trong cái việc là mình đã kết hôn với nhau quá sớm trước khi tìm hiểu nhau. Như vậy cái được nhất là các bạn đỡ mất thời gian thôi. Thứ hai nữa là thời gian được chăm sóc nhau nhiều hơn.
trở thành vợ chồng gắn bó lâu dài, cho nên mình sẽ có cơ hội kỷ niệm ngày cưới nó nhiều hơn người khác. Tuy nhiên qua chia sẻ của các bạn nãy giờ, tôi thấy rằng là nếu như mà chúng ta có cái sự chín chắn dù thời gian ngắn đó, thì cái được nó nhiều hơn cái không được. Còn nếu như chúng ta dù có thời gian dài hơn chút nhưng mà chưa suy nghĩ chín chắn thì cái không được nó lại nhiều hơn cái được. Mà cái không được lớn nhất thì những câu chuyện các bạn kể nãy giờ tôi thấy nó có một cái gì đó rất là trẻ con đó nhỉ. Cái chữ trẻ con này không phải là cái tuổi mình nó nhỏ, mà cái chữ trẻ con này của một cái sự hời hợt nông cạn trong cái nhận thức và cái quan điểm về cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng là nếu các bạn có cơ hội được ở với nhau nhiều hơn nữa đến suốt cuộc đời đi đó, các bạn sẽ thấy cuộc đời nó có nhiều thứ nó khó hơn dữ lắm. Chỉ những cái chuyện đơn giản nấu cơm, pha sữa, rồi những cái chuyện tin nhắn thôi mà các bạn đã làm trận, làm thượng, làm như là chết đến nơi nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu như vậy chắc là chúng ta sẽ còn kết hôn vài lần và sẽ còn ly hôn vài lần nữa. Vậy nếu như các bạn xuất phát từ tình yêu để mà đến với nhau thật nhanh đó, thì chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng cái tình yêu đó. Cái gì cũng vậy hết á, phải nuôi nó mới lớn. Và các bạn yêu nhau mà các bạn không nuôi dưỡng, các bạn tới đó là hết rồi, thì dĩ nhiên là hết cái yêu thì nó chuyển qua cái không yêu. Và khi cái không yêu nó xuất hiện đó, thì đáng tiếc là các bạn lại tiếp tục nuôi dưỡng cái không yêu đó. Cho nên bắt đầu cán cân nó sẽ lệch, nó lệch từ cái tích cực nhiều hơn, rồi bắt đầu ngang bằng nhau, rồi cái tiêu cực nó lại bắt đầu nhiều hơn. Như vậy là do chính mình thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng để dẹp bỏ những cái tiêu cực, cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, đánh nhau gì đó, đừng để cho người ngoài nhìn vào, người ta cho rằng tất cả những cái đó đều là do một nguyên nhân, là do các bạn không có thời gian tìm hiểu. Bởi vì tôi cũng biết có rất nhiều người thời gian tìm hiểu ít, nhưng mà họ sống với nhau đầu bạc răng long. Có những người ngày xưa nữ thập tam, nam thập lục, ông bà đưa đến với nhau, gặp nhau mà ở đến răng long đầu bạc. Như vậy thì các bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy mình đến với nhau bằng cái sự chín chắn, chứ không phải bằng những cái việc hết sức trẻ con mà chúng ta vừa kể ra. Thì lúc đó nó sẽ giảm bớt những cái không được. Nhưng mà có khi nào những người trong cuộc nghĩ rằng nếu trước đây mình tìm hiểu lâu hơn nữa thì bây giờ mình sẽ hạnh phúc hơn không? Em thì em không hối hận, mà nếu như mà thời gian quay trở lại thì chắc là em sẽ lựa chọn là kết hôn vào năm 30 tuổi. Theo em nghĩ á, lúc đó thì em hạnh phúc hơn là bây giờ nhiều. À, Trang thì sao? Có khi nào mình nghĩ rằng nếu cho thời gian mình tìm hiểu kỹ hơn, mình bây giờ mình sẽ sống tốt hơn? Không, em thì không nghĩ như vậy, bởi vì đánh nhận rằng là những cái gì mà nó thuộc về tính cách và bản chất rồi á, thì dù em có tìm hiểu lâu hơn, thì tất nhiên giống như chị Trang đã chia sẻ đó, sáng gặp gỡ nhau rồi tối đi chơi lúc nào nó cũng đẹp đẽ cả. Không thể nào mà sống 24/24 với nhau thì không thể nào mà lo ra được những cái xấu. Bởi vì thì em nghĩ rằng là dù có tìm hiểu thêm một thời gian vài ba năm nữa, cưới về em cũng sẽ bị thất vọng như vậy. Chỉ đơn giản là bây giờ chấp nhận tính cách và bao dung hơn để sống với nhau thôi. Còn riêng em thì em cảm thấy là đừng đổ lỗi tại vì thời gian, hoàn cảnh hay không gian ngắn hay là dài, mà hãy tự trách mình. Bởi vì chúng ta đã hơn 18 tuổi, đã có giấy chứng minh nhân dân, rồi chúng ta đã trưởng thành rồi. Hãy tự chịu trách nhiệm với tất cả mọi hành động và quyết định của mình. Bên cạnh đó, tất cả mọi việc liên quan tới hôn nhân, gia đình thì nó còn phụ thuộc vào chữ duyên và chữ nợ nữa chứ à. Hoài Harper cũng đang cố gắng làm sao để hâm nóng gia đình mình hàng ngày, mỗi ngày. Vâng, cố gắng mỗi ngày qua những công việc làm của mình để chứng tỏ cho vợ mình cảm thấy yên tâm và tất cả mọi người xung quanh cảm thấy đây là một cái cuộc hôn nhân đúng và chính xác. Chị Đinh Trang hãy cho một số những cái lời khuyên, một số những cái giải pháp để cho những cái cặp vợ chồng dù là trước đây họ không có đủ cái thời gian để tìm hiểu nhiều nhưng mà họ vẫn có thể có được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ là nếu trước đây chưa tìm hiểu nhiều thì bây giờ tiếp tục tìm hiểu. Mà nếu như các bạn vẫn nói rằng là biết vậy tôi sẽ tìm hiểu 10 năm hoặc là biết vậy tôi đợi 30 tuổi, mà với một cái suy nghĩ mà nó còn nông cạn hời hợt như vậy, bạn có 50 tuổi mà tìm hiểu 20 năm thì bạn cũng sẽ vẫn y như vậy. Bạn không có một chút trưởng thành nào hết. Như vậy ngay sau khi chúng ta kết hôn là một cái bước ngoặt trong cuộc đời, ta phải trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như ngày hôm nay các bạn vẫn nói câu tôi thấy hối hận về điều đó, có nghĩa là bạn cũng không tự trưởng thành được. Thì bạn đừng có đòi hỏi cái người bạn đời của bạn sẽ thay đổi. Tôi hỏi thật các bạn ở đây là thay đổi mình dễ hay thay đổi người khác dễ? Bạn có thói quen lười biếng phải không? Và từ sau chương trình này bạn hứa là tôi sẽ không lười biếng nữa. Bạn làm được hay không?
nếu mà mình còn không tự làm được, nghĩa là mình còn không tự thay đổi mình được, thì tại sao chúng ta lại luôn luôn hướng suy nghĩ của mình là tôi phải thay đổi người khác, tôi phải thay đổi người khác, hoặc là người khác phải thay đổi để theo tôi. Đừng kỳ vọng vào cái điều đó, mà chính chúng ta là phải tạo nên cái sự hòa hợp với nhau bằng cái việc là trước đây cái đó tôi chưa hiểu anh, vậy thì bây giờ tôi sẽ hiểu anh. Nếu trước đây anh chưa nói ra thì bây giờ anh nói ra, là em đã hiểu anh hơn, anh đã hiểu em hơn. Quan trọng hơn là khi hiểu nhau hơn việc đó thì ta làm cái gì với cái điều đó để cuộc hôn nhân của chúng ta sắp tới nó bền vững và nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là khi phát hiện ra thì ta vỡ òa, thôi thì tôi chấm dứt, thế thì ta không bao giờ tìm được một người mà ta để hiểu tường minh được họ. Bởi vì về mặt tâm lý, bản thân con người chính họ còn có sự mâu thuẫn với nhau. Đôi khi tự mình còn chưa hiểu hết mình, nhưng chính cái chỗ chưa hiểu nhau đó nó lại là một vùng trời mênh mông để chúng ta tìm hiểu nhau mãi mà không chán. Nếu chúng ta nhìn nó ở một góc độ lạc quan hơn như vậy, hy vọng rằng là những ai đang có sự chuẩn bị kết hôn với một thời gian ngắn như vậy, các bạn suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Những ai đã bước vào hôn nhân với cái thời kỳ tiền hôn nhân như vậy thì hãy trưởng thành hơn trong hôn nhân của mình, để kết thúc có hậu là hôn nhân bền vững, con cái gia đình mình hạnh phúc. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất quý báu của chị Linh Trang, Hoàng Rapper, cũng như là câu chuyện của các bạn. Và hy vọng là qua những gì chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, mọi người chúng ta sẽ tìm ra được cách nào đó tích cực nhất để có thể luôn luôn giữ vững được hạnh phúc gia đình của mình. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt, chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Dạ, ước mơ mua nhà thì luôn luôn lúc nào cũng có trong đầu hết. Dạ, thì trước giờ thì đi ở trọ nhiều rồi, ở trọ 3 năm rồi, thì lúc nào cũng suy nghĩ là mình sẽ mua cái nhà. Tại vì ông cha ta có câu là ông chưa mới làm nghiệp. Theo kế hoạch của em là em chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là mua đất, thì giai đoạn 2 mới cất nhà, thì đến đây thì em mới làm được một nửa. Giờ là mua đất được rồi. Để mua nhà. Chúc mừng luôn. À, vậy là con mình biết đâu là còn hơi cạnh cảnh.